Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn phần mềm online tên phần mềm là hình thức trách nghiệm.vn, phần mềm phi lợi nhuận. Phần mềm này hỗ trợ các bạn ôn kiến thức, học câu hỏi trách nghiệm để tham gia dự thi, kiểm định chất lượng đầu vào công chức, ôn thi nâng ngạch công chức, ôn thi dự tuyển công chức viên chức, các bạn học lớp bồi dưỡng chuyên viên theo quyết định 3309 Học viện Hành chính quốc gia và lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính theo quyết định 3304 của Học viện Hành chính quốc gia học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm. Các bạn có nhu cầu à, học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm hình thức trắc nghiệm chấm viên hãy kết nối Zalo với thầy giáo Thạc sĩ Lê Văn Quang theo số điện thoại 0912 595654 hoặc 0943078123 để được hướng dẫn. Sau khi các bạn kết nối Zalo với thầy giáo, các bạn sẽ nhận được tin nhắn video bài giảng. Các bạn xem video bài giảng của thầy miễn phí Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm à, trên phần mềm à, hình thức trắc nghiệm.vn à, cho cái danh mục tài liệu à, kỳ thi tuyển công chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024. Thì à, Bộ Văn hóa và Thể thao và Du lịch năm 2024 có tuyển công chức đưa ra một cái danh mục tài liệu ở ôn môn kiến thức chung ở vòng 1 gồm 20 tài liệu. Thì như vậy đây là một tài liệu khá nhiều đây à, Vì vậy à, rất nhiều kiến thức à, Trên phần mềm của thầy Hoàn toàn à, đầy đủ các tài liệu này à, Các bạn có nhu cầu Ôn à, trên phần mềm của thầy à, Hãy kết nối zalo lô à, Với thầy giáo Thạc sĩ Lê Văn Quang Theo một trong hai chỗ hiển thị trên màn hình Thì cái phương pháp học là Các bạn học từng tài liệu Học xong tài liệu này Đến tài liệu khác trên phần mềm của thầy à, Ngoài các tài liệu này ra trên phần mềm của thầy còn có trên 200 tài liệu Để các bạn học à, Vì các bạn à, còn có thời gian Các bạn học thêm các tài liệu khác Để nâng cao trình độ chuyên môn Khi các bạn đã kết thúc học xong 20 cái tài liệu này Vì các bạn học để có kiến thức vượt qua kỳ thi Các bạn học để có kiến thức Khi chúng tuyển làm việc tốt hơn Và cái phương pháp học như thế nào là tốt nhất Để kỳ thi chính thức diễn ra Các bạn à, có thể làm được bài Đó là à, Kinh nghiệm dạy đại học Thầy giáo đưa ra cái phương pháp học là các bạn hiểu nội dung rồi các bạn có phương pháp làm bài từ đó là các bạn sẽ làm được đó hiểu bài chứ không chạy sâu đi tìm các hội trách nhiệm để học được học bao giờ cho hết được à, vì vậy chúng ta phải học hiểu nội dung rồi có năng lực tư duy năng lực áp dụng kiến thức của thực tiễn thì các bạn sẽ giải quyết được à, giới thiệu với các bạn như vậy sau đây tôi sẽ minh họa cái phương pháp học như sau các bạn khởi động trình duyệt trên máy tính của các bạn sau đó các bạn gõ địa chỉ http Trình duyệt nó bỏ mật rất cao các bạn phải gõ đầy đủ cái cụm từ này rồi dấu hai chấm gạch chéo gạch chéo hình thức trách nhiệm chấm viên à, các bạn ấn liên tơ thì sau đó xuất hiện cái giao diện như thế này là đúng rồi à, các bạn có cái, cái danh mật khẩu mục nào chỉ đăng nhập vào mục đó được thôi vì vậy các bạn phải để đúng con trỏ tại mục đó thí dụ bạn có cái danh mật khẩu môn kiến thức chung ôn tập dự tuyển công chức các bạn để đúng con trỏ tại mục ôn dự tuyển công chức nhấn nút trái một lần sau đó các bạn nhập ký danh mật khẩu, khi có khi có ký danh mật khẩu các bạn phải bí mật. Vì sao lại bí mật? Vì các bạn biết đấy, người khác đăng nhập phần mềm nó xung đột với các bạn, các bạn không đăng nhập được. Vì vậy các bạn phải bí mật cái mật khẩu của mình. Khi vào trong trang này các bạn thấy, các bạn sẽ có hàng, thấy 200 tài liệu như thầy giáo đã giới thiệu. Đầu tiên các bạn phải học là các bạn chọn các tài liệu các bạn cần. Học xong tài liệu của các bạn cần thì còn thời gian các bạn sẽ chọn học thêm các tài liệu khác. À, để các bạn vững kiến thức à, khi kỳ thi chính thức diễn ra thì các bạn làm tốt đồng thời các bạn có kiến thức các bạn vượt qua kỳ thi các bạn có kiến thức à, khi trúng tuyển các bạn làm tốt hơn các bạn cứ di chuyển con trỏ từ trên xuống dưới để tìm cái tài liệu các bạn cần đó à, xin giới thiệu với các bạn à, loại câu hỏi trắc nghiệm các bạn phải học trực tiếp trên phần mềm còn cái loại câu hỏi trắc nghiệm dưới dạng file thì các bạn có thể tải về máy tính để các bạn học À, xin giới thiệu với các bạn như vậy chủ yếu là các bạn phải học câu hỏi trách nhiệm trên phần mềm. Về file mang tính chất là à, nó không đại diện cho à, toàn bộ thì thầy để dưới dạng file. À, thí dụ như ở đây các bạn thấy câu hỏi trách nhiệm cho hiến pháp 2013 các, các bạn phải học trực tiếp trên phần mềm. À, các bạn để con trỏ tại câu hỏi trách nhiệm hiến pháp 2013 thì đây là cái tài liệu thứ nhất và có yêu cầu các bạn học à, các câu hỏi trách nhiệm về hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cụ thể là năm 2013. đó thì các bạn để con trỏ tại đúng cái mục này, các bạn nhấn nút trái một lần, sau đó các bạn chờ nó lót dữ liệu vì phần mềm khá nhiều dữ liệu, vì vậy các bạn cũng phải chờ một chút để lót lót xong các bạn di chuyển con trỏ thấy thực hiện đề thi các bạn nhấn nút trái, rồi các bạn thấy chữ start là bắt đầu các bạn nhấn nút trái như vậy là các bạn học lần đầu thì các bạn nạp dữ liệu vào các bạn thì sau này có kiến thức thì bắt đầu các bạn tư duy còn khi thi thử các bạn được phép chọn một trong bốn phương án phương án nào đúng nhất là các bạn chọn thí dụ a đúng b đúng nhưng mà a đúng hơn b thì các bạn chọn a à, có trường hợp như vậy thì bây giờ các bạn nhìn sang tay trái màn hình như này à, có chữ finish cái tiếng anh có nghĩa là hoàn thành các bạn nhấn nút trái vào finish thì xem như mình đã hoàn thành cũng giống như thi thử các bạn nộp bài sớm đấy cũng chọn finish các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới để các bạn thấy À, cái chữ nộp bài kết thúc đã. À, các bạn thấy nộp bài và kết thúc đây rồi. Nộp bài kết thúc. Xác nhận một lần nữa. Nộp bài kết thúc. Sau đó các bạn đọc nội dung từng phương án. Vì sao phương án ấy đúng? Vì sao lại sai? Các bạn đang học à, Hiến Pháp năm 2013. Thì cái file Hiến Pháp năm 2013 các bạn tải trên Google. Các bạn lưu thành file văn bản. Thì mỗi khi các bạn học thì các bạn mở lên. Đó, các bạn mở cái file này lên. Đây là file Hiến Pháp năm 2013 à, ba các bạn lấy ở đâu à, các bạn có nhiều cách để có cái file này thì thí dụ là cái cách các bạn tải trên à, Google thì, các bạn có điều kiện thì các bạn in ra giấy cũng được nhưng mà theo thầy các bạn nên tải dưới dạng file để tiết kiệm thời à, tiền in đó thì các bạn thấy nó chia lớp nó màn hình rồi thì các bạn chỉnh mũi tên chuột vào dấu trừ của điều khiển cửa sổ à, nhấn nó trái thì nó lại thu nhỏ xuống các bạn muốn mở lên các bạn nhấn nút trái chuột vào biểu tượng thu nhỏ nhấn nút trái thì nó lại mở lên à, cứ như vậy chúng ta có thể học song song à, vừa học câu hỏi trắc nghiệm vừa à, đọc tài liệu là như vậy đối với windows thì nốt điều khiển cửa sổ nằm bên góc tay phải trên cùng màn hình các bạn đối với macbook nằm bên tay trái thì giới thiệu với các bạn như vậy à, các bạn phải soi kỹ nội dung câu hỏi nội dung từng phương án khi đang học ở nhà thì các bạn phải phải hiểu được vì sao nó sai, vì sao nó đúng để các bạn hiểu được nội dung. Ví dụ các bạn đọc theo Hiến pháp 2013, Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội của phương án A của giai cấp công nhân và cán bộ công chức viên chức, phương án B giai cấp công nhân và của người lao động, phương án C người lao động, phương án D là của giai cấp công nhân. căn cứ vào đâu để giải quyết câu hỏi này? thì căn cứ điều 10. và đáp án đáp ăn đúng trên nền vàng là G connect answer sai cấp công nhân và của người lao động. À, thì các bạn nạp dữ liệu báo các bạn các bạn kích chuột vào file uh, hiến pháp các bạn đã lưu vào máy tính. Sau đó các bạn mở lên, các bạn di chuyển con trỏ xuống, các bạn tìm đến điều 10. Đó, thì các bạn thấy này, uh, điều 10. Thì các bạn uh, di chuyển con trỏ xuống các bạn thấy điều 10. Thì công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội à, các bạn khẳng định thứ nhất nó là tổ chức chính trị xã hội đây này đó các bạn phải nạp dữ liệu báo các bạn này à, tổ chức chính trị xã hội nào của giai cấp công nhân và người lao động đó à, được thành lập trên cơ sở tự nguyện à, vân vân các bạn đọc ở đây thì chỉ cần giải quyết cái ý thứ nhất là của giai cấp công nhân và của người lao động thì đây là câu hỏi để giải quyết đây thì các bạn chia nhỏ ra mà để giải để tình huống giải quyết câu hỏi này thì chúng ta phân rã ra làm nhiều câu hỏi mỗi một câu hỏi giải quyết một ý thì các bạn sẽ nắm bài rất tốt đó đấy, kinh nghiệm giải đại học thì giáo thấy như vậy nếu mà đọc không không thì nó trôi tuột ngay thông qua học câu hỏi trách nhiệm để các bạn nắm được lý thuyết là rất tốt từng ý một đó, thầy giáo minh họa cho các bạn thấy nha như vậy theo điều 10 thì phương án đúng ở đây là giai cấp cả công nhân à, Công đoàn là tổ chức chính trị xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động là phương án đúng. Vì sao phương án A chúng ta lại không được chọn? Thì à, của giai cấp công nhân cũng đúng này. Và cán bộ công chức viên chức cũng đúng này. À, nhưng mà nó chưa đầy đủ. À, phương án A đúng và đầy đủ nhất, bao trùm nhất. Như vậy B ở đây là đúng hơn A rồi. Rồi phương án C này, người lao động cũng đúng. À, nhưng mà người lao động, à, thì B là còn đúng hơn C rồi d là giai cấp công nhân thì nó cũng nằm à, trong phương án b như vậy phương án b là bao trùm cả à, nội dung của phương án a nội dung phương án c và nội dung phương án d vì vậy các bạn chọn phương án b là giai của giai cấp công nhân và của người lao động đó, để các bạn để ý là bao trùm đầy đủ hết đấy. Đó, nội dung như vậy thì à, à, như vậy đến khi đó các bạn đọc câu hỏi tiếp theo theo Hiến pháp 2013, Công đoàn Việt Nam là phương án A tổ chức xã hội đặc thù, phương án B tổ chức xã hội nghề nghiệp, phương án C tổ chức chính trị xã hội, phương án D tổ chức xã hội căn cứ điều 10. Để giải quyết câu hỏi này, các bạn lại kích chuột file, các bạn thấy đọc là Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội, đó thì chúng ta khẳng định là tổ chức chính trị xã hội à, chứ không à, chứ không phải là tổ chức xã hội đặc thù và cũng không phải là tổ chức xã hội nghề nghiệp cũng không phải là tổ chức xã hội mà cụ thể ở đây là tổ chức chính trị xã hội là đúng nội dung đúng như trong hiến pháp còn phương án a b và c nội dung không đúng trong tài liệu đấy để các bạn hiểu được cái cái nội dung như vậy thì các câu hỏi khác các bạn hoàn toàn tương tự để các bạn học Đó, phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm của thầy là như vậy để học lại cái mục này hoặc là cái mục khác các bạn kích chuột vào mục số một lớn này để quay lui à, lại cái trang bắt đầu à, để các bạn học lại cái mục này hoặc là học cái mục khác các bạn cứ học từng tài liệu hết tài liệu này đến tài liệu khác à, các bạn có thể thi thử tự kiểm tra đánh giá của các bạn theo từng tài liệu à, giới thiệu với các bạn như vậy à, thì là tốt nhất sau khi các bạn nắm tốt rồi các bạn mới chuyển tài liệu khác để bảo mật cái mật khẩu của mình à, các bạn kích chuột vào góc phải trên cùng màn hình À, chúng ta xuất hiện cái chữ thoát Là để thoát ra khỏi phần mềm à, Sau đó các bạn shut down máy tính Rồi tắt nguồn điện máy tính à, Để phòng chống cháy nổ à, Vì nó không xảy ra Nhưng là rất ít xảy ra, hầu như không xảy ra Nhưng chúng ta à, vẫn vây phòng Vì nếu xảy ra thì sao à, Như vậy tôi đã giới thiệu với các bạn xong cái phương pháp thứ nhất Học câu hỏi trắc nghiệm dưới dạng à, Dưới dạng câu hỏi học trực tiếp Trên phần mềm à, Dạng thứ hai là câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm hình thức trắc nghiệm.vn dưới dạng file Thì các bạn tải file về eh, máy tính Thì sau đó các bạn mở lên à, để các bạn học à, Thí dụ hôm nay các bạn học à, cái, cái tài liệu à, kết luận số 70 à, Của Trung ương về ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Bộ Chính trị Về phát triển thể thao, thể dục thể thao trong giai đoạn mới À, các bạn thấy biên soạn câu hỏi này là thầy giáo tạc sĩ Lê Văn Quang, à, số điện thoại 0912 5956 Là vì trong cái danh mục tài liệu à, các bạn học thì à, các bạn thấy rằng là trong danh mục tài liệu của các bạn thì có cái tài liệu này. Đó, thì đây là cái tài liệu thứ 9 ấy, trong mục 1 lớn. Đó, trong mục một lớn có yêu cầu các bạn học câu hỏi trách nghiệm cho kết luận 70 à, ngày 31 tháng 1 năm 2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn mới đó, thì các bạn để ý cái thứ nhất là tên kết luận ngày ban hành và của ai ban hành của bộ chính trị nội dung của nó về phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn mới à, chúng ta chú ý giai đoạn mới à, không có con số cụ thể đó thì các bạn nắm được như vậy nữa à, như vậy các bạn tải cái file này cái file kết luận à, số 70 này ở trên à, Google rồi các bạn lưu thành file à, như vậy các bạn thấy nếu các bạn đọc cái file này à, nó rất đầy đủ đây đó nhưng mà nó nhiều kiến thức à, nhiều nội dung lắm à, vì vậy các ta phân giả ra thành nhiều ý mỗi một ý để giải quyết một câu hỏi trắc nghiệm là các bạn nắm rất tốt đó, để nắm được cái kết luận này các bạn là các bạn đọc thấy này chữ nó dày đặc cái đi bao nhiêu là nội dung bao nhiêu là kiến thức ở trong đây vì vậy để các bạn nắm tốt thì chắc chắn các bạn phải thông qua học câu hỏi trắc nghiệm Thì các bạn nắm rất tốt Vì kỳ thi diễn ra thì các bạn phải làm câu hỏi trắc nghiệm mà à, Chứ các bạn chỉ đọc mình lý thuyết không thôi Thì kỳ thi trắc nghiệm thì các bạn lung túng ngay à, Như vậy phân giá cái tài liệu này ra Thì thầy uh, phân giá ra từng ý một Đó, Để các bạn học Thí dụ như các bạn đọc này à, à, Kết luận số 70 ngày 31 tháng 10 năm 2024 của cơ quan nào ban hành thì các bạn học file có cái nhược điểm là các bạn cứ thấy chữ màu đỏ là phương án đúng rồi à, thì các bạn cũng nên học à, phương án A là của bộ chính trị thì các bạn phải kích chuột vào file à, các bạn mở cái file 70 này lên thì các bạn đọc này kết luận của bộ chính trị về phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn mới thì trên cái tiêu đề này chúng ta phân rã ra nhiều ý để à, chúng ta giải quyết câu hỏi trắc nghiệm à, học trí dạng file thì nó các bạn thấy phơi bày hết lên đây cả đáp án đúng luôn nhưng mà học cái câu hỏi trách nhiệm trên phần mềm thì các bạn thấy là nó nó ẩn ý hơn nó sẽ tốt hơn nhưng mà dưới dạng file thì các bạn học đối với các cái nghị quyết dành riêng cho các bạn thì đưa lên phần mềm nó không thầy không đưa dưới dạng file thôi thí dụ các bạn đọc phương án a bộ chính trị phương án b ban chấp hành trung ương phương án c ban bí thư phương án d là của bộ văn hóa thể thao và du lịch thì trong bốn phương án này các bạn thấy là đáp án đúng là bộ chính trị chữ màu đỏ khi các bạn thi thử thì các bạn bôi tất cả lại cho màu đen hết đi cho tất cả màu đen thành một cái file màu đen để các bạn có một cái file khác các bạn lưu sau này các bạn đối chiếu vào là các bạn nắm được như thế nào là cái thi thử dạng file vì ở đây các bạn bôi thì các bạn lại chọn màu đen đi đó các bạn chọn màu đen thế sau khi các bạn thi xong hoặc các bạn in ra giấy để các bạn thi thử thì sau này các bạn đối chiếu với cái file của thầy thì nó phải là của bộ chính trị đó thì các bạn nắm thì đối với câu này hỏi về cơ quan nào ban hành cái, cái kết luận này thì các bạn phải nắm hay là cũng một cái ý đó thôi thì phân giả ra nhiều ý kết luận số 70 ngày 31 tháng 1 năm nay 2024 của bộ chính trị về à, về phương án A là phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn mới là phương án đúng đấy phương án B phát triển văn hóa thể thao à, thể dục thể thao trong giai đoạn mới thì các bạn thấy có chữ văn hóa ở đây là cái cụm từ không quá trong à, trong kết luận phương án C phát triển văn hóa nghệ thuật thể dục thể thao trong giai đoạn mới thì các bạn thấy không có chữ văn hóa và không có chữ nghệ thuật đó phương án D phát triển văn hóa trong giai đoạn mới thì nó cũng không có chữ văn hóa à, vì sao phương án B C D nó lại sai là vì nó thừa các cái cụm từ thì có thể nó thiếu đi cụm từ, có thể thừa đi cái cụm từ là nội dung nó khác. À, nó đầy đủ nhất là phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn mới. Là cái phương pháp học để các bạn soi vì sao nó nó lại như vậy, vì sao nó đúng, vì sao nó sai. Hay là à kết luận số 70 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn nào? Thì giai đoạn là 2025 2030, à, giai đoạn 2025 2030 tầm nhìn à, 2045 đó thì các bạn thấy rồi giai đoạn 2024 2030 tầm nhìn 2045 thì thì các bạn thấy uh, đâu uh, là cái nội dung đúng thì căn cứ vào kết luận đây thì các bạn thấy là kết luận của Bộ Chính trị về phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn mới thì cái cụm từ giai đoạn mới này là đúng. Đó. À, như vậy chỉ có một cái ý này thôi, chúng ta đã phân giá ra được là mấy câu hỏi trách nhiệm rồi này các bạn thấy tuyệt vời không này? quá tuyệt vời luôn thì chúng ta phải chọn phương án C à, trong giai đoạn mới à, đó. Thế còn cái, cái quân số cụ thể này không phải thì các bạn loại trừ. À, học lần đầu là các bạn nạp dữ liệu là nó không phải quân số cụ thể. À, thì cho nên các bạn sẽ tư duy ra để loại trừ được các các phương án có quân số cụ thể. Đó. Hay là các bạn đọc là để nhận diện à, cái số kết luận à, câu tiếp theo. À, các bạn nhận diện à, xem coi là à, kết luận nào. Kết luận của Bộ Chính trị về phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn mới là văn bản nào dưới đây? Phương án A là kết luận số 71 ngày 31 tháng 1 năm 2024. Phương án B kết luận 70 ngày 31 tháng 1 năm 2024. Phương án C kết luận số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2020. Kết luận số 35 à ngày 5 tháng 5 năm 2022. Thì thì các bạn thấy là các bạn căn cứ vào đây chính là kết luận số 70. À, ngày 31 tháng 1 năm 2024 Đó. Để các bạn thấy là rất mới này. mươi 31 tháng 1 năm 2024 vì vậy các bạn nhận diện ra đây chính là phương án B Đó. phương pháp học là như vậy này. phương án B Đó. À, các dạng câu hỏi khác thì các bạn thấy này câu hỏi kết luận số 70 của Bộ Chính trị vân à, vân thì ở đây chúng chúng ta có yêu cầu thời gian tới là là yêu cầu này yêu cầu thời gian tới làm gì à, yêu cầu thời gian tới để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết nào đó thì đến đây là các con số thì đương nhiên là các bạn phải con à, số thì các bạn phải ghi nhớ rồi của bộ chính trị góp phần nâng cao sức khỏe xây dựng quân người Việt Nam à, phát triển hài hòa toàn diện thì à, đó là à, nhân diện cho nghị quyết nào thì à, các bạn để ý các bạn kích chuột vào file thì các bạn thấy là cái nghị quyết 08 này của bộ chính trị này, này đó sau 10 năm thực hiện nghị quyết 08 đó, thì các bạn phải ghi nhớ cái các quân số này à, như vậy là thời gian tới này thời gian tới đó các bạn phải nắm thời gian tới này để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 08 của bộ chính trị góp phần nâng cao sức khỏe xây dựng quân người Việt Nam phát triển hài hòa toàn diện thì đây là nội đây là một ý À, trong giải quyết câu hỏi thì giáo vừa nêu, à, đấy để giải quyết câu hỏi đó là căn cứ vào ý này tức là phân giả ra làm nhiều ý để các bạn nắm phân giả tài liệu ra mà thành nhiều ý thì đây là giải quyết cái hỏi về nghị quyết nào thì các bạn thấy đây chính là nghị quyết 08 à, của bộ chính trị à, các bạn à, chọn phương án C đó thì để giải quyết câu hỏi này căn cứ vào cái nội dung à, thầy giáo đã trình bày ở đây thế bây giờ các bạn sang cái loại câu khác bộ chính trị yêu cầu à, cấp ủy tổ chức đảng chính quyền mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây thì một số nhiệm vụ trọng tâm ở đây thì các bạn thấy có bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm để các bạn phải à, ghi ra được nhớ là có bốn nhóm để chúng ta làm giải quyết câu hỏi trách nhiệm à, cho có bao nhiêu nhóm nhiệm vụ trọng tâm đó thì các bạn sẽ đọc ở đây là theo kết luận số 70 của bộ anh chị thì thực hiện là bao nhiêu nhóm nhiệm vụ trọng tâm thì là các bạn thấy các bạn đọc ở trong tài liệu các bạn thấy là 3 nhóm, 4 nhóm, 5 nhóm, 6 nhóm. À như vậy căn cứ vào à mục à, 1 2 3 4 này, 1 nhỏ 2 3 4 nhỏ các bạn thấy là nó có 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. À, kết luận này có 4 nhiệm vụ trọng tâm. À tôi bôi màu đỏ lên thế rồi các bạn sẽ đọc thấy là cái nhóm nhiệm vụ thì làm thế nào à, các bạn đăng nhập phần mềm của thầy sẽ có cái file này à, ví dụ như là loại câu thứ nhất là tất cả các phương án à, đây ví dụ như là các bạn để ý ở đây là nội dung phương án nào là sai đâu là sai nhiệm vụ trọng tâm của kết luận 70 à, của bộ chính trị thì ở đây có bốn phương án a b c d thì các bạn đọc các bạn thấy nhận diện nha cái cụm từ sẽ có 3 phương án có nội dung đúng. À, các bạn tìm ra một phương án có nội dung sai, phương pháp làm bài loại câu này tìm ra bưng 3 phương án có nội dung đúng. Đó. À, về nhiệm vụ trọng tâm của kết luận 70. mươi à, các bạn suy ra phương án còn lại sẽ có nội dung sai. Đó, thí dụ như các bạn thấy nội dung phương án này là nó có nội dung sai. Thì các bạn nhận những cái cụm từ đọc lần đầu tiên để các bạn nạp dữ liệu phương án A là có nội dung đúng phương án B có nội dung đúng phương án C có nội dung đúng à, vì vậy suy ra phương án D có nội dung sai khi đang học thì các bạn nên học theo nội dung đúng rồi trừ ba cái đúng đi còn lại một cái sai chứ còn nếu các bạn chỉ chạy theo học cái sai của câu hỏi ấy, thì uh, nó nó có vô cùng rất là nhiều vì thay đổi nội dung của một phương án sai giữ nguyên nội dung của một phương án đúng thì nó có bao nhiêu là câu hỏi luôn thí dụ các bạn đọc vì sao phương án d này lại sai đẩy mạnh sắp xếp chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thể dục thể thao thiêu định hướng cơ chế thị trường à, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ gắn với chuẩn mực quốc tế à, thì các bạn thấy ở đây à, nội dung này không đúng như trong kết luận đó các bạn phải di chuyển con trỏ các bạn đi tìm vì sao à, nó lại không đúng đó thì các, các các bạn để ý ở đây nội dung đúng là đẩy mạnh sắp xếp chuyển đổi chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thể dục thể thao thiêu hướng tự chủ đó. các bạn để ý nội dung kết luận ở đây là thiêu hướng tự chủ à. mà trong khi phương án ở đây lại là thiêu hướng cơ chế thị trường đó thì nó nội dung nó sai đó. nó sai cái cụm từ này đó về chỉ đạo là nó sai về nội dung là nó sai đó vì sao nó sai là như vậy các bạn thấy thiêu cơ chế thị trường mà kết luận ở đây lại nói là theo hướng tự chủ, đó, phương pháp học là như vậy. thì các bạn phải rèn luyện cái kỹ năng học à, nghị quyết thì các bạn mới nắm được. À, các cái loại câu hỏi khác thì các bạn thấy sai. thí dụ có có câu hỏi là đâu là sai về nhiệm vụ trọng tâm của kết luận 70 này thì có a b c d cũng là loại câu đó các bạn tìm ra b c d đều là nội dung đúng. À, thay đổi phương án a đây bằng một nội dung sai. chúng ta có một câu hỏi khác. Thí dụ thực hiện tốt đề án tổng thể phát triển thế lực tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2010-2025 Thì ở đây nó sai về cái nội dung này Sai về cái nội dung về giai đoạn đó. Thì lập tức cả cái phương án này đều sai đó. Các bạn thấy này à, Các bạn lại mở lên các bạn tìm vì sao nó sai Đây là thực hiện tốt đề án phát triển tổng thể tiềm lực tầm vóc người Việt Nam Giai đoạn 2011-2030 Thì nội dung của kết luận là như vậy, mà ở đây lại là 2010, 2025, cái các cái nội dung sai tương tự như vậy các bạn đọc ở đây, à, hay là loại câu hỏi là có một phương án đúng thôi, đâu là nội dung đúng về nhiệm vụ trọng tâm của kết luận 70, thì phương án A là có nội dung đúng, phương án à, phương án A là có nội dung à, sai, phương án B có nội dung sai, phương án C có nội dung sai, phương án D là có nội dung đúng. À, vì sao nó lại sai thì ở đây thành bôi à, cái cụm từ là phương án A nó sai vì sai cái cụm từ cơ chế thị trường định hướng xã chủ nghĩa tức là đẩy mạnh sắp xếp chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thể dục thể thao à, theo hướng cơ chế thị trường định hướng xã chủ nghĩa thì cái cụm từ này nó sai phương án B tập trung các nguồn lực à, cho sự nghiệp thể dục thể thao thì cái nội dung cái chữ tập trung này không đúng đó rồi xã hội hóa À, thị trường thể dục thể thao thì cái chữ xã hội hóa này nó sai thì các bạn soi vào kết luận 2 và 4 à, tìm ra ba phương án sai à, các bạn phải chịu khó tìm này à, soi vào kết luận 2 Thì các bạn kích chuột vào file các bạn tìm đến hai đó thì các bạn để ý hai ở đây là thầy giáo đã giới thiệu với các bạn rồi theo định hướng từ chủ mà lại theo định hướng thị trường à, sau chủ nghĩa là nó sai cái nội dung của kết luận thứ hai này, các bạn soi vào kết luận thứ tư thì các bạn để ý ở đây là tăng cường các nguồn lực cho sự nghiệp thể dục thể thao à, mới tăng cường thôi. ở đây thì các bạn lại để ý là câu lại tập trung các nguồn lực cho sự nghiệp thể dục thể thao thì tập trung và tăng cường nó khác nhau đấy nha. À, các bạn phải chú ý cái cái từ à, nó khác nhau. thế rồi à, phát triển thể dục thể thao thì ở đây à, chúng ta lại thấy là xã hội hóa thị trường thể dục à, thể thao đó thì à, nó sai cái cụm từ ở đây là phát triển này à, cái cụm từ trong à, kết luận là phát triển mà à, nội dung trong phương án lại là xã hội hóa Thị trường thể thao cho nên là phương án sai a b c đều là nội dung sai với kết luận à, suy ra phương án d là có nội dung đúng đó thì vì sao nó đúng thì phương án d là có nội dung đúng các bạn thấy ưu tiên đầu tư một số cơ sở trọng điểm về đào tạo huấn luyện chất lượng cao hiện đại hóa trung tâm huấn luyện cơ sở đào tạo bồi dưỡng giáo viên cơ sở nghiên cứu khoa học và thể thao thì đây là cái nội dung đúng à, được à, thể hiện trong à, phương án d đấy, các bạn thấy phương án gì vì sao đúng đấy rất tuyệt vời các bạn phải học nhưng mà soi kỹ như vậy hay là các bạn à, học cái câu là à theo kết luận 70 về phát triển thể dục thể thao giai đoạn mới nhân dân tích cực tham gia học tập nhân dân tích cực tham gia tập luyện thể dục thể thao gắn với các cuộc vận động nào Đó, các bạn để ý gắn với cuộc vận động nào đây là nội dung câu hỏi thì phương án A gắn với nội dung vận động toàn dân rèn luyện à, thân thể thể thao theo gương Bắc Hồ Vĩ Đại à, phương án B đó, các bạn để ý là phương án b à, là toàn dân rèn à, luyện thân thể theo gương Bắc hồ vĩ đại rồi à, nội dung tiếp theo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở phương án d phương án c toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở phương án d toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống thể dục thể thao à, ở cơ sở thì phương án b là phương án đúng đó phương án đúng thì chúng ta vì sao đúng thì các bạn lại mở kết luận 70 lên à, để các bạn học và các bạn thấy à, vì sao nó đúng à, vì sao nó sai đúng là nó nội dung đúng như trong tài liệu sai là có nội dung không đúng như trong tài liệu thì ở đây các bạn để ý là nhân dân tích cực tham gia học tập à, tham gia luyện thể dục thể thao gắn với cuộc vận động à, gắn với cuộc vận động à, cuộc vận động thứ nhất là toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bắc Hồ vĩ đại. À, Vận động thứ hai là toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Đó. Thì như vậy à, chúng ta phải chọn phương án B là đúng như trong tài liệu. Phương án C toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở cũng là nội dung đúng nhưng mà chưa đầy đủ. Phương án D toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống thể dục thể thao ở cơ sở thì à, nó có cái cụm từ là không đúng đời sống văn hóa đây là thể dục. À, thể thao, đấy, cái cụm từ này à, không đúng như trong tài liệu. còn phương án a cũng đúng nhưng chưa đầy đủ. Đấy, cái phương pháp học là như vậy. thì các bạn học cái nghị quyết này thầy sẽ gi giới thiệu kỹ một chút để các bạn nắm cái phương pháp. À, thì các bạn sẽ học cái tài liệu khác sẽ rất là tốt. À, như vậy các bạn có nhu cầu phải à, kết nối zalo với thầy giáo theo một trong hai số hiển thị trên màn hình. À, chúc các bạn th thành công. Đấy. À, các bạn xem video của thầy hay và bổ ích nếu chưa chạm tay vào nút đăng ký trên YouTube thì hôm nay hãy chạm tay vào nút đăng ký trên YouTube để các bạn nhận được hai cái tiện ích Tiền ích tiền thứ nhất có video bài giảng các bạn nhận được sớm nhất tiện ích thứ hai có video bài giảng các bạn xem bài video bài giảng theo từng mục à, thuận lợi với các bạn à, chúc các bạn thành công